Chương 141, ngươi là người của ta. E trong lúc này, thậm chí có phát hiện càng kinh người hơn. Khi ma tâm ở trong thuần túy ma nguyên lực lượng, tại trải qua từ dương thân xác loại bỏ về sau, có thể lấy càng cường hãn hơn hình thức phóng xuất ra, quả thực tại thân thể của hắn ở trong đạt được lại một lần lột xác cùng thăng hoa. Mà cái này, là e trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc mơ hồ, nàng phát giác mình không phải gặp gỡ bất ngờ một cái phiền toái, mà là trong lúc vô tình đạt được một cái không gì sánh kịp bảo tàng. Có phát hiện này về sau, Era nhìn về phía Từ Dương ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, đó là một loại cùng loại với sùng bái cùng kinh hỉ lộn xộn cùng một chỗ ánh mắt nóng bỏng. Thậm chí, còn có Từ Dương vì giúp mình giảm bớt đau khổ, không tiếc mạo hiểm nếm thử cảm động. Nói tóm lại, làm ma tâm lực lượng dung nhập từ Dương trong cơ thể một nháy mắt, người này tại Era trong lòng vị trí cùng hình tượng, phát sinh long trời lở đất thay đổi ầm ầm. Ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm vĩnh hằng ở giữa bên ngoài cái này ma đạo tinh cuối cùng là tại Từ Dương cùng Era cộng đồng cố gắng hạ bắt đầu hòa tan. Cùng ở tại giờ phút này một bên cấm địa chí tôn tổ ba người triển khai một lần bí mật tiến hành linh hồn giao lưu. Era ma tâm có thể xưng ma tộc lực lượng chí tôn bây giờ gặp một lần quả thật là danh bất hư truyền. Về phần cái này người thần bí tộc cường giả càng là sâu không lường được đợi chút nữa một khi vĩnh hằng chi kiếm thật thức tỉnh hai người các ngươi phải lập tức cho ta ngăn cản hai người này không thể để cho bọn hắn bất kỳ một cái nào đụng vào vĩnh hằng chi kiếm minh bạch đa mổ hai người tự nhiên không dám chống lại chí tôn mệnh lệnh rốt cục to lớn tiếng bạo liệt ầm vang nổ vang vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động vắt ngang ra ngủ say vạn năm sông băng thần điện vô thượng phong ấn phải giải vĩnh hằng chi kiếm mưu toan muốn băng phong hết thể lực lượng triệt để khôi phục tia sáng chói mắt kia, thần thánh hoàng mỹ khí tức, tất cả đây hết thảy, đều xứng với hoàng mỹ hai chữ. Lực lượng kinh khủng chấn động, đem năm người đồng thời tách ra, chí tôn kế hoạch bị cưỡng chế gián đoạn, tất cả mọi người cũng đều trở lại cùng một cái điểm xuất phát. Từ dương bản năng nhìn e ra một chút, ta vì ngươi ngăn trở bọn hắn, ngươi đi đoạt kiếm. Cùng loại loại này tuyệt thế thần khí, rất có thể cần huyết luyện. ra không khỏi lại một lần nữa bị từ dương cử động lây nhiễm, nhưng lần này, nàng chỉ thật sâu nhìn từ dương một chút một bàn tay đánh vào trước ngực của hắn đem từ dương toàn bộ đẩy hướng vĩnh hằng chi kiếm e ra cái này sóng cử động là năm người ở trong phản ứng nhanh nhất một cái bởi vì lực đạo rất mạnh từ dương không có chút nào đề phòng một nguồn máu tươi phun tới cùng ở tại giờ phút này e ra dẫn động ma tâm lực lượng đánh từ xa tại từ dương trên vết thương rốt cục từ dương thân thể máu của hắn cùng dung nhập trong cơ thể hắn ma tâm lực lượng, đồng thời chạm đến cái này ngủ say vài vạn năm vĩnh hằng chi kiếm bên trên. Công Kinh khủng kiếm minh âm cuồng cuộn mà ra, gần như muốn truyền khắp toàn bộ đạo châu mỗi một cái góc. Khi đủ để dùng chấn thiên động địa một loại uy danh hình dung một màn, vậy mà giáng lâm tại không nên nhất có được nó từ dương trên thân. Trong khoảnh khắc, từ dương thậm chí cảm nhận được thanh kiếm này kiếm hồn, giống như là mình chỗ sâu trong ốc nhiều một đạo linh hồn nhịp đập, người cùng kiếm hợp lại làm một nguyên bản sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng từ dương, trừ e ra giao phó hắn ba cái cực kỳ trọng yếu điều kiện bên ngoài, còn có kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới gia trì. Cứ như vậy, cái này tên là vĩnh hằng vô chủ chi kiếm, cùng cái này người xa lạ triệt triệt để để liên hệ lại với nhau. Một người, một kiếm. Cộng đồng tắm rửa tại cái này đạo thần thánh băng lam sắc quan mang bên trong, hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới giao phó vinh quang của bọn hắn sông băng vỡ vụn, thần điện đổ sụp. Cái này đứng lặng tại đạo châu vài vạn năm cấm kỵ ma tộc vinh quang, từ giờ khắc này bắt đầu, tan rã tại cái này vĩnh hằng chi kiếm tia sáng bên trong. Thành công! E ra kích động hét trầm lên, cho dù nàng lúc này đã là suy yếu vô cùng, nhưng nàng lại là tại xuất phát từ nội tâm vì từ dương, cái này vốn không quen biết người cảm thấy cao hứng. Cái kia có được thiên hạ mạnh nhất kiếm thuật tạo nghệ nhân tộc kiếm khách, rốt cục có một cái cùng hắn tướng xứng đôi tuyệt thế thần kiếm. Giờ khắc này, từ dương áo trắng như tuyết, tóc dài đón gió mà múa, cái kia thanh màu băng lam vô cùng mỹ lệ vĩnh hằng tới tay, thành tựu trong nháy mắt không gì sánh kịp kinh diễn cùng mỹ hảo. Trái lại trí tôn bên này, cả người đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, trong ánh mắt thiêu đốt ra tinh hồng nhan sắc. Vương bác đảng Ê ra, ngươi hủy ta vài vạn năm mộng đẹp, để ta cả đời này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Là ngươi, Cướp đi ta hết thảy, ta muốn ngươi chết. Ngươi dám. Từ dương phóng lên tận trời, một kiếm như kinh hồng vung xuống. Nam nhân kia vung ra vĩnh hằng thức tỉnh để nhất kiếm, đúng là vì thủ hộ cái kia nằm trên mặt đất ngắm nhìn hắn ma tộc hoàng giả. Giờ khắc này, nàng không còn là cái gì cái thế ma hoàng, vẻn vẹn chỉ là một cái khát vọng bảo vệ nữ nhân thôi. ầm ầm, Mũi kiếm lên, kia là một đạo đủ để trảm diệt hết thảy băng hàng lực lượng, nháy mắt xuyên thủng nhã người tháp ni nhiều vung lên đến hai con lớn nhất xúc tu, tại chỗ phế bỏ hạch tâm của nó chiến lực. Đường đường ma tộc cấm kỵ trí tôn, tại bây giờ cầm kiếm từ dương trước mặt, lại biến thành từng cái có thế kéo dài hơi tàn bạch tuột. Không. Nhã ngươi tháp ni nhiều tùy ý phát cuồng, liều lĩnh phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Mà lúc này, từ dương đã đi tới e ra bên người, dùng một cái tay nhẹ nhàng ôm lên thân thể của nàng. Đa mổ, bố lạc mia sông băng đã biến mất, hai người các ngươi, nhưng nguyện trở thành e ra nữ hoàng tùy tùng. Từ dương đột nhiên mở miệng, hỏi thăm hướng kia hai cái đã bị nhã ngươi tháp ni nhiều tuyển định làm săn giết mục tiêu hộ pháp. Bọn hắn lúc này hai cái đã không còn là cái gì hộ pháp, thần điện đều đã bị hủy, cái này cái gọi là trí tôn triệt để lâm vào điên cuồng, hôm nay nhất định mẫn diệt tại từ dương trong tay, đa mổ hai người cũng không phải là ngu muội cũng đều là sống vài vạn năm đỉnh cấp ma tộc cường giả điểm ấy không phải là vẫn là phân rõ. Chúng ta nguyện ý. Từ dương lộ ra hài lòng mỉm cười, giữa trời một kiếm ở đây bổ ra, vĩnh hằng chi quan giáng lâm tại nhã ngươi tháp nghi nhiều mặt đỉnh, rốt cục đem hắn sau cùng sinh mệnh lực triệt để phá hủy. ầm ầm To lớn thân xác đổ sụp xuống dưới, bản thể bị vĩnh hằng lực lượng băng phong thành vô tận nhỏ bé tảng băng, tiêu tán tại trong cuồng phong. Theo cái này cấm kỵ chí tôn vẫn lạc, là chung quanh những cái kia hàng ngàn hàng vạn phụ thuộc vào hắn các ma tộc, tất cả đều nhắm mắt theo đuôi theo sau, vây quanh ở từ dương cùng e ra bên người, cúng bái bọn hắn tân vương. Từ hôm nay trở đi, sông băng thần điện không còn tồn tại, tất cả sinh hoạt ở trong cấm địa ma tộc, đều có thể nhập vạn ma uyên e ra nữ hoàng dưới trướng, hưởng thụ nữ hoàng vĩnh hằng che chở. Nữ hoàng vạn tuế Nữ hoàng vạn tuế Vĩnh hằng vạn tuế Trong lúc nhất thời, quần ma quỳ xuống đất, vạn chúng cúi đầu, cộng đồng cúng bái e ra, cũng đem từ dương trong tay cái này vĩnh hằng vinh quang tôn sùng đến cực hạn. Tiểu tử, ta lấy ma tộc nữ hoàng danh nghĩa tuyên bố, ngươi, là người của ta. Chương 142, Cứu rỗi Vạn ma sào làm đạo châu giới bên trong quy mô lớn nhất ma tộc đất tập trung, tại nó phương đông cuối cùng chỗ, láng giềng biển dung nham. Vô cùng vô tận nham tương đắp lên thành một mảnh hải dương, làm vạn ma sao những cái kia vẫn lạc ma tộc tán địa, tất cả ma tộc chiến sĩ sau khi chết, thi thể sẽ bị ném vào biển dung nham, luyện hóa thành thuần túy nhất ma nguyên khí hơi thở, bồi dưỡng tân sinh ma tộc. Đột nhiên, ngay tại tòa này nhìn sừng đối ứng chính giữa bầu trời, một đạo đen như mực sắc khủng bố ma tộc đồ đằng trống rỗng giáng lâm, trong lúc nhất thời, biển dung nham trên không gió nổi mây phun, từng đoàn lớn đen nghiệt ma vân bắt đầu cuồn cuộn ra thôn vệ hết thảy lực lượng. Cái đó là Diệt thế ma kiếp tại sao có thể như vậy là ai dẫn động ma kiếp lực lượng không có khả năng trừ era ra nữ hoàng chỉ có cấm kỵ ma vượt bên trong những cái kia các chí tôn mới có năng lượng như vậy chẳng lẽ nói là có một phương nào cấp chí tôn ma tộc cường giả giáng lâm rồi toàn bộ vạn ma sào trăm vạn ma chúng đều bởi vì cái này ma đạo tộc không biết lực lượng táo động ha 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 vạn ma sào ma chúng nhóm Vĩ đại cấm kỵ ma vực chí tôn xung quá lớn người sắp giá lâm, tại tử vong thẩm phán trước mặt trung rẩy đi. Kinh khủng uy danh, đột nhiên từ kia ma vân ở trong khuếch tán ra đến, bao phủ hướng toàn bộ vạn ma vực sâu. Là xung quá. Đạo Châu Tây Bắc cảnh ma tộc cấm địa chí tôn, nghe nói đã ngủ say vượt qua 2000 năm, tại sao lại tại gần đây đột nhiên khôi phục, đối với chúng ta vạn ma sào phát động tiến công. Thủ hộ vạn ma sào một chút ma tộc cường giả nhau nhau phát ra nghi vấn như vậy e ra không tại, những cái này cường đại ma tộc các chiến sĩ đương nhiên phải bảo vệ nơi này trăm vạn ma chúng. Chỉ là, ma tộc cấp trí công lực lượng, căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể chống lại. Nữ hoàng đại nhân, ngươi đến tục cùng ở nơi nào, trường hợp như vậy chỉ có ngài tại khả năng áp chế A. À? Vạn ma sao chúng sinh bắt đầu thành kính cầu nguyện, nhưng mà hướng trên đỉnh đầu nồng đậm mây đen, đã bắt đầu phóng thích kinh khủng thôn vệ khí tức. Trăng rắc nương theo lấy đạo thứ nhất kinh lôi nổ vang khủng bố vô song hủy diệt lôi kiếp bắt đầu giáng lâm những nơi đi qua mỗi một lần tiếng nổ banh mở đều đem mang đi tính ra hàng trăm ma tộc dân chúng không cứu mạng a những cái kia tu vi rất thấp phổ thông ma tộc bắt đầu tìm kiếm chung quanh ma tộc các chiến sĩ che chở đáng tiếc bọn hắn lực lượng cuối cùng có hạn một phương diện muốn tham dự chiến đấu chống cự cấm kỵ ma tộc các chiến sĩ xâm lấn một phương diện khác còn muốn điều khiển phòng hộ công sự tình, ngăn cản cửu thiên lôi kiếp lực lượng bừa bãi tàn phá. Dẫn đạo trận chiến tranh này chí tôn bô quá chậm chạp không có hiện thân, nhưng dưới trướng hắn bác đại ma tướng, kia tám cái che trời cự nhân hình dáng, đã dần dần giáng lâm tại vạn ma trong sào huyệt. Ha ha ha! Hèn mọn lũ sâu kiến, vạn ma sào bây giờ đã là tội ác chi địa, era ra vi phạm toàn cái ma tộc tín ngưỡng, đem ma tâm lực lượng ban cho một cái nhỏ bé nhân tộc, nàng đã phạm ma tộc chúng nộ, tại nàng không trở về trước đó, tội lỗi của nàng. Để cho các người những cái này vạn ma xào ma tộc các con dân vì nàng rửa sạch. Trên thực tế, những người này chẳng qua chỉ là vì cho mình cướp đoạt ma tâm tìm một cái đường hoàng lấy cớ thôi. Cường đại cự nhân nhóm bắt đầu tùy ý chà đạp lấy vạn ma xào mỗi một tất đất, nhìn xem những cái này so thực lực mình yếu ma tộc những đồng bào dãy dụa lấy, những cái này cấm kỵ ma tộc tà ác đám gia hỏa lộ ra rất vui vẻ. Ngủ say hơn ngàn năm, lần thứ nhất ra ngoài tác chiến, đương nhiên muốn cùng soát một chút tồn tại cảm. Đáng chết, các người những cái này lĩnh vực cấm kỵ quái vật, tại sao phải đến xâm phạm ma tộc đồng bào? Ha ha ha, lực lượng là cần phát tiết, chúng ta có được thực lực cường đại, thông qua trà đạp các người những cái này hèn mọn kẻ yếu đến thu hoạch được thỏa mãn cùng tăng lên, đây chính là cấm kỵ ma tộc chế định pháp tắc sinh tồn, kẻ yếu sẽ bị đào thải, mà cường giả thì sẽ trở nên càng mạnh từ đó thống ngự cùng chinh phục càng nhiều kẻ yếu. Âm âm. Tiếng nổ cùng tiếng chà đạp cùng tồn tại, toàn bộ vạn ma sao lại khó nhìn thấy cực lạc thịnh yến thời không trước vùng vinh cục diện. Đe ra một tay kinh doanh thịnh thế, ngay tại đi hướng tàn lụi. Bô quá lớn người có lệnh, đem những cái này hèn mọn lũ sâu kiến, xua đuổi hướng biển dung nham, đại nhân muốn tắm rửa chân chính dung nham lực lượng, sáng tạo bất hủ ma thân. Tuân lệnh các đại ma tướng bắt đầu có quy luật hành động di chuyển bọn hắn bước chân nặng nề bắt đầu đem vạn ma xào bên trong các tộc nhân hướng biển dung nham phương hướng xua đuổi mà trong lúc này số lớn số lớn các chiến sĩ chết tại các thần tướng trà đạp phía dưới thẳng đến nhóm đầu tiên ma chúng bị đẩy hướng nhìn sừng đỉnh phong tất cả mọi người lúc này mới nhìn thấy điển dung nham chính giữa cái kia tắm rửa tại vô tận trong biển lửa khổng lồ hình dáng chân chính cấm kỵ ma tộc chí tôn một trong bô quá rốt cục hiện thân tên kia thân thể, giống như là một cái hỏa cầu thật lớn, chính giữa phân biệt rõ ràng bị cắt chém thành rất nhiều cái độc lập lại lẫn nhau liên lạc thân thể bộ vị, không có bình thường trên ý nghĩa đầu lâu cùng mặt mày. Thân thể nó mỗi một cái bộ vị đều có được cường đại tổng hợp năng lực nhận biết, nói ngắn gọn, người này không có đầu cùng thân thể tứ chi nói chuyện, thân xác phương diện gần như không có nhược điểm, chỉ cần sinh mệnh chi hỏa không bị dập tắt, nó chính là vĩnh sinh tồn tại. Điển dung nham bên trong cực nóng hỏa diễm, để ma chí tôn bô quá mười phần hưởng thụ. Các người làm nhiều tốt, ta đáng yêu các thần tướng, hiện tại thời điểm vì ta tăng thêm một điểm phối liệu. Tuân mệnh Thần tướng bắt đầu hành động, chân to mãnh lực chấn động, nhìn sừng đỉnh trên vách đá, số lớn số lớn vạn ma xào ma tộc con dân ngã tiếng biển dung nham, sống sờ sờ bị cái này khủng bố cực nóng dung nham nhiệt độ luyện hóa thành thuần túy ma nguyên thể, sau đó bị bô quá thôn vệ. Không thể không nói, cái này bô quá rất biết chơi, dùng e ra thủ hạ ma chúng sinh mệnh đến đề thăng mình thực lực, mà hắn mục đích, một mặt là vì cường hóa mình, một phương diện khác, cũng là nghĩ dùng phương thức như vậy, bức bách e ra hiện thân. Ma tâm có thể tỉnh lại vĩnh hằng chi kiếm tin tức này, bây giờ ngay tại cấp tốc truyền khắp toàn bộ đạo châu mỗi một cái ma tộc cấm địa, cũng làm cho những cái kia ngủ say quá lâu các trí tôn linh hoạt tâm tư. Bọn hắn phổ biến cho rằng, chỉ cần đạt được ma tâm, liền có thể thu hoạch được trí cao vô thượng thống ngự toàn bộ ma tộc vô tận lực lượng. Mà sự thật cũng đúng là như thế, ma tâm uy lực liền từ dương cũng không có hoàn toàn ngờ tới. Giết chóc còn đang tiếp tục. Bô quá dùng hắn tàn bạo cùng vô đạo tan rã lấy những sinh mạng này chống lại dê xê vọng, đếm không hết ma tộc sinh mệnh hạ như sủi cảo điên cùng bị đẩy hướng dung nham luyện ngục, trở thành bô quá vô tận chi hỏa bên trong một cái tạo thành bộ phận. Bô quá, ai cho ngươi càng rỡ lá gan? đột nhiên một tia chớp tức giận thanh âm từ cửu thiên cuối cùng đè xuống vạn ma sào vô tận tuyệt vọng linh hồn một lần nữa nhìn thấy hy vọng nữ hoàng là nữ hoàng đại nhân trở về vĩ đại nữ hoàng đại nhân chúng ta vĩnh viễn thần mau tới cứu vớt chúng ta đi chương 143, băng chi hải dương nhìn sừng chung quanh những cái kia bị chờ đợi đẩy hướng vực sâu các tộc nhân đồng thời quỳ xuống đất cầu nguyện mà cuối chân trời kia vô cùng thuần túy màu băng lam khí tức ngay tại cấp tốc xua tan ma kiếp ngưng tụ ra khủng bố mây đen làm hắc ám sắp đi hướng cuối cùng quang minh cũng lại một lần nữa giáng lâm ma tộc thế giới trời ạ à, các người nhìn kia là cấm kỵ ma tộc sông băng thần điện cờ xí chẳng lẽ nói đây ra nữ hoàng chinh phục sông băng thần điện nghe đồn vậy mà là thật trời ạ à, vạn ma xào lần này có thể cứu Vô tận tiếng hò hét bên trong tràn ngập kích động cùng một chút đi thương, tuyệt vọng cuối cùng, những ma tộc này nhóm rốt cuộc đã đợi được cứu vớt bọn họ chúa tể. Nữ hoàng Era tuyệt mỹ anh tư bay ở đoạn trước nhất, mà ở sau lưng của nàng, cái kia thần bí khó lường thiếu niên áo trắng, phản phất là ở sau lưng vì Era chống lên hết thảy tín ngưỡng, vẫn tại dùng đạm mặt ánh mắt quan sát thế giới này. Từ khi dung hợp vĩnh hằng chi kiếm lực lượng về sau, Từ Dương không những ở chỉnh thể sức chiến đấu phương diện lại tăng lên một cái lớn cấp độ, quan trọng hơn chính là, huyết mạch của hắn bên trong, phản phất nhiều hơn một loại có thể điều khiển ma tộc lực lượng thuộc tính. Cho dù là ở vào ma tộc bên trong, từ dương khí chất vẫn như cũ có được cực mạnh chinh phục lực. Giết cho ta. Giết A. Nữ hoàng lưng về sau, những cái kia đã từng cùng trước mặt bô quá dưới trướng các thần tướng đồng dạng cấm kỵ ma tộc các cường giả, tất cả đều hóa thân thành chân chính chúa cứu thế, phóng tới kia dính đầy tội ác bô quá bộ ma tộc, Đa mổ trở thành từ dương dưới trướng đệ nhất chiến tướng, mà đổi thành một cái hộ pháp, thì tại từ dương mệnh lệnh dưới, thời khắc canh giữ ở e bên người bảo hộ lấy an toàn của nàng. Chỉ thấy đa mổ một ngựa đi đầu, dẫn theo hai ngụm màu băng lam chiến phủ phóng tới trong đó một cái bô quá dưới trướng cự nhân thần tướng. ầm ầm Cường đại băng sương lực lượng, nháy mắt đóng băng lại kia thần tướng nửa người, sau đó tại một tiếng phẫn nộ gào thét dưới, đa mổ phát huy ra mình đỉnh phong chiến lực, một kích chém giết bác đại thần tướng bên trong một cái. Giết! Vạn ma sào trăm vạn chúng sinh triệt để sôi trào, bởi vì bọn hắn từ đa mổ trên thân nhìn thấy phản công hy vọng. Nữ hoàng vinh quang bao phủ toàn bộ đại địa, mỗi một cái ma tộc trong lòng đều dấy lên phản công chi hỏa, đã kích cường liệt lực, để bô quá bộ dưới trướng không ít ma tộc các chiến sĩ sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Hỏng bét! Sông băng thần điện bọn gia hỏa này thuộc tính khắc chế chúng ta hỏa nguyên tố, một trận chiến này không tốt đánh A. À. Đáng chết, nghĩ không ra thế mà bị bọn gia hỏa này đụng bên trên. Bác đại thần tướng lại không có trước đó thẩm phán chúng sinh một loại chúa tể khí diễm, cả đám đều lần lượt bắt đầu nhận sợ, bản năng lui về phía sau, dù sao cái này một đợt, sông băng đại quân thế sông quá mức hung mảnh, cường đại khí tức băng hàng tràn ngập hướng toàn bộ chiến trường. Cùng phía dưới nóng bỏng biển dung nham hình thành cực độ trên lệch rõ ràng. Hừ, các người bọn gia hỏa này, không khỏi quá không đem ta tận thế diễm bộ coi ra gì đi. Hồi lâu không có động tĩnh gì, chỉ lo an nhàn tắm bô quá nhẹ nhẹ mở miệng, thanh âm của nó mười phần nhu hòa, nghe giống như là một cái yếu đuối thiếu niên, nhưng chính là cái này thanh âm chủ nhân, thân thể của hắn bên ngoài tầng này trong ngọn lửa, thông vệ quá vô cùng vô tận ma tộc sinh mệnh. ầm ầm Một chỉ bắn ra, vẹn vẹn chỉ là một chỉ ở giữa uy lực, nhìn sừng gác ở hai bên sơn phong cầu đá ầm vang vỡ nát. Hai bên trái phải từ đó mỗi người một nơi, một chỗ nhìn sừng gián đoạn sau biến thành hai nơi, chính giữa phía dưới thì là vô cùng vô tận cực nóng hỏa diễm, căn bản không có cách nào từ bên này bay qua, đối ứng biển lửa chỗ sâu bị bô quá thực hiện kinh khủng liệt diễm phong ấn. Bất kỳ cái gì lực lượng muốn bay qua cái này đạo thiên hố đều là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, tôn quý e ra nữ hoàng đại nhân, ngươi không phải là muốn cứu vớt các tộc nhân của ngươi sao? Nhanh vận dụng ma tâm lực lượng đi, để ta mở mang kiến thức một chút thống ngự ta ma tộc chí cường lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào kinh người đây mới là bô quá mục đích thực sự e ra chần chờ nàng không nghĩ bên trong bô quá cái bẫy bốc lên mất đi ma tâm nguy hiểm cũng không phải là nàng ham của lực lượng này chỉ là một khi ma tâm rơi vào bô quá tàn bạo như vậy ma tộc chí tôn trong tay toàn bộ đạo châu đều đem biến thành một cái biển lửa tiếp tục bô quá thấy e ra chần chờ lập tức hạ lệnh Gọi nhìn sừng bên trái những cái kia các thần tướng tiếp tục hướng biển lửa trong thâm viên tung ra ma tộc những cái này người đáng thương chất. Số lớn số lớn ma tộc, tại era trước mặt trơ mắt bị luyện hóa thành hư vô, bọn hắn đau khổ kêu rên cùng bô quá cười đến phóng đảng âm thanh thấp thoáng ra trên lệch rõ ràng hiệu quả. Bô quá, ngươi tại kiêu chiến ta ranh giới cuối cùng sao? Có bản lĩnh hướng ta đến, đừng động tới ta tộc nhân. Era có chút quan tâm sẽ bị loạn, nhưng nàng trước mắt còn không có biện pháp tốt hơn ta cũng không muốn cùng nữ hoàng đại nhân động thủ, huống chi, bên cạnh ngươi nhân tộc kia tiểu tử, vừa mới kế thừa vĩnh hằng chi kiếm lực lượng, ta cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt sờ các ngươi rủi ro, chỉ cần ngươi chịu đem ma tâm cho ta mượn, ta lập tức dẫn người rời đi. Cũng nguyện phụ nữ hoàng đại nhân là vua, tuân theo ngươi thống ngự. Ta chỉ cần ma tâm. Bồ quá đây không phải nói nói nhảm. Có ma tâm, hắn chính là ma tộc chân chính vô thượng tồn tại, còn cần lý e ra coi như thật tôn nàng là vua cho nàng cái này hư danh thì có ích lợi gì chỉ là dưới mắt đến tột cùng như thế nào khả năng ngăn cản giả tâm của hắn đâu ta đến dẫn động ma tâm lực lượng đem nhìn sừng tục tiếp ngay tại era khó xử lúc từ dương lần nữa đứng ra không biết lần này từ dương đại lão là ở vào như thế nào mục đích hắn hoàn toàn có thể không để ý tới trận này ma tộc nội bộ tranh đấu trực tiếp đi tìm dinh đa bộ cứu tuệ tâm bọn hắn nhưng hắn vẫn là đi theo Era cùng một chỗ chạy về. Có lẽ là vì báo đáp nàng đoạt kiếm chi ân, cũng có lẽ. Còn có càng nhiều khó mà giải độc nhân tố tại. Nói tóm lại, làm từ dương quyết định gia nhập vào ma tộc trận chiến tranh này lúc thắng lợi cán cân, đã lại một lần nữa khuynh hướng Era. Trong chốc lát, từ dương một tay dơ cao không, vô cùng vô tận linh lực bản nguyên từ không gian xung quanh cấp tốc tập kết, chân chính dọa người chính là, cái này một cổ hủy diệt cấp linh lực bên trong, lại còn tràn ngập ma tộc bộ phận lực lượng. Trời ạ, à, hắn thật làm được. Một cái có thể điều khiển ma tộc nhân loại. Để ra nữ hoàng đã từng nói, nàng tin tưởng ma tộc lực lượng có thể cùng nhân tộc hoàng mỹ dung hợp, chỉ là nàng loại ý nghĩ này cho tới bây giờ đều vì thế nhân chỗ không dung, đây cũng chính là chúng ta ma tộc không thể tự tiện tiến vào nhân tộc địa giới nguyên nhân căn bản, nhưng lần này. Cái này gọi từ Dương Cường giả, thay đổi đây hết thảy. Ống ánh linh quang tại từ dương đỉnh đầu không ngừng bành trướng, cùng ở tại lúc này, e ra một chỉ nhô ra, ma tâm ánh sáng tím rót vào từ dương đỉnh đầu của lực lượng này bên trong, ba loại vô cùng thuần túy nhan sắc, ba loại lực lượng cường đại nhất tại ma tâm thôi hóa hạ hoàng mỹ hợp nhất. Giờ khắc này, bô quá bản năng bắt đầu hưng phấn lên, bởi vì hắn nhìn thấy mình muốn đạt được lực lượng chân chính. Chương 144, kề vai chiến đấu. Bô quá đúng không? Đưa ngươi một phần lễ gặp mặt hy vọng ngươi có thế thích. Từ dương giống như cười mà không phải cười nhìn xuống phía dưới hỏa diễm bên trong cái kia cường đại đối thủ, ầm vang nện xuống trong tay cổ này hoàng mỹ linh lực quang cầu. ầm ầm Đạo ánh sáng này đánh vào biển dung nham bên trong nháy mắt, toàn bộ mặt biển nổi lên một cổ khó có thể tưởng tượng lật úp cấp sóng cả, tiếng nổ cơ hồ là làm cho cả nhìn sừng phía sau hai tòa cự phong rung động không ngớt. Để ta chặn lại hắn, ngươi chữa trị nhìn sừng, dẫn người giết đi qua. Từ Dương cùng Era thâm tình liếc nhau, hai đại lãnh tụ mỗi người quản lý chức vụ của mình, triển khai một trận tinh diệu vô cùng phối hợp. Chỉ thấy Từ Dương chân đạp một đạo pháp tướng đồ đằng, cả người lơ lửng tại biển dung nham mặt ngoài, cùng bô quá gần khoảng cách giao thủ. Era thì tại đa mổ hai đại hộ pháp phụ trợ dưới, bắt đầu ngưng tụ càng cường đại ma lực, mượn nhờ vết sương chi nộ cường đại băng thuộc tính lực lượng, cấp tốc chữa trị nhìn sừng thông đạo, lấy một tầng băng cứng hoàn thành nhìn sừng thông đạo tục tiếp. Tảng băng tại một chút xíu hướng ra phía ngoài kéo dài, Từ Dương cùng Bô Quá ở giữa sử thi cấp đối kháng, thì hấp dẫn lấy hai đại ma tộc quân đoàn tất cả dân chúng ánh mắt. Trời ạ. À, nghĩ không ra ta vạn ma xào có một ngày, lại cần nhờ một cái nhân tộc đến che chở. Người này đã không thể dùng cái tộc ánh mắt định nghĩa, hắn là thần. Đây e ra nữ hoàng tính ngưỡng cầu nguyện đến thần. Không sai, bình thường nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể đồng thời điều khiển nhân tộc ma tộc cùng ma tâm ba loại lực lượng. Cái này nam nhân quả thực có thể dùng vĩ đại để hình dung. Trong lúc nhất thời, từ dương tại toàn bộ vạn ma sào bên trong tích lũy mấy chục vạn kế phan hâm mộ cơ số, trong bất tri bất giác, nghiễm nhiên thành ma tộc cái thứ hai vương. Mà giờ khắc này hắn căn bản không cảm giác được những cái này, toàn thân tâm vùi đầu vào chiến đấu bên trong từ dương, hiển lộ rõ ràng ra khiến người không thể tưởng tượng cực hạn lực lượng. M, ngươi thật là một cái nhân tộc nhỏ bé nhân tộc lại ra ngươi nhân vật như vậy quá làm cho người kinh ngạc bô quá đều có chút chịu phục đối mặt với hướng trên đỉnh đầu một đạo lại một đạo kinh cũng linh lực kiếm mang xâm nhập bô quá gần như không có lực hoàn thủ gì hắn lớn nhất dựa vào chính là phía dưới cái này biển dung nham cho hắn vĩnh viễn không tịch diệt hỏa chủng lực lượng trống trống ta xem như thấy rõ lực lượng của ngươi trên bản chất cùng đa mổ không có gì khác biệt chỉ có điều cảnh giới của ngươi cao hơn hắn lực lượng cường độ càng lớn một điểm mà thôi. Tiếc nuối là bất kỳ cái gì một loại đơn nhất thuộc tính tiến công hình thức ở trước mặt ta đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Dương lại một lần nữa lặp lại câu nói này. Cường độ cần phải so trước đó tại sông băng thần điện lúc mạnh quá nhiều. A, à, thì tính sao? Chỉ cần ta thủ trên mặt biển này không rời đi, ngươi liền vĩnh viễn không có biện pháp bắt ta. Mà ta, thì có thể tại ngươi kiệt lực thời điểm, dễ như trở bàn tay đưa ngươi ép thành thịt nát. Từ Dương cười, chúng ta không ngại đổi một cái tư duy, nếu như ngươi không tại biển dung nham bên trong, hoặc là nói, dưới người của ngươi biển dung nham biến mất, như vậy kết cục sẽ là như thế nào đâu. Đột nhiên, Bô Quá ý thức được một loại khả năng sẽ xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng, mà khi Từ Dương chậm rãi gửi ra cái kia thanh vĩnh hằng chi kiếm lúc, cấm kỵ ma tộc chí tôn lo lắng nhất một màn, lại thật biến thành hiện thực. Công. Kinh khủng tiếng kiếm reo ríu rít rung động, thần kiếm chi phong chậm rãi xuất hiện, quang mang kia gần như thắp sáng toàn cái bầu trời đêm. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Kiếm. Trong truyền thuyết thượng cổ ma tộc chí cao thần khí một trong. Từng trảm diệt thượng cổ ma tộc thánh chiến bên trong vạn cổ đêm dài, cho nên đạt được Vĩnh Hằng danh tự. Nó quả thực quá đẹp. Thông thấu mà thuần túy, như là trên thế giới này đẹp nhất một đạo sao trời. Hoàng mỹ Vĩnh Hằng Chi Kiếm hình dáng chậm rãi xuất hiện tại từ dương trong tay, một giây sau hắn không chút do dự hướng dưới chân xích phim bừa bãi tàn phá bọc biển bên trên sen vào một kiếm. ầm ầm, Từng mảng lớn băng chi tia sáng, lấy từ dương làm hạch tâm cấp tốc hướng chung quanh trải rộng ra, lại thật cứ như vậy gần như không giảng đạo lý, đem toàn bộ biển dung nham hoàn toàn băng phong. Hỏa diễm cuối cùng đi hướng tịch diệt, thay vào đó, là một đạo hoàng mỹ băng chi thế giới. Giờ khắc này, bô thái hòa dưới tay hắn cắt thần tướng triệt để mộng bê vừa mới còn thương mại là sân nhà, thời gian một cái nháy mắt biến thành sân khách rồi. Em m, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chúng ta thật xa đến, không phải liền là vì đoạt một cái sân nhà ưu thế sao? Làm sao bây giờ? Phía trên mấy cái thân hình cao lớn thần tướng nói thầm, bọn hắn cũng đều là hỏa nguyên tố phụ thuộc người, hiện tại không có cái này một ưu thế, chờ đợi lấy bọn hắn, không thể nghi ngờ chính là diệt vong kết cục. Gần như liền đồng thời ở nơi này Tê rốt cục đem đứt gãy nhìn sừng một lần nữa kết nối, hàng ngàn hàng vạn sông băng bộ hạ của các chiến sĩ phóng tới đỉ ngạn, giơ lên trong tay bọn họ binh khí, vung vẩy hướng những cái kia xâm chiếm vạn ma sào huyệt cấm kỵ các ma tộc. Giết! Phản công kèn lệnh đã bị toàn diện khai hỏa, vạn ma sào tất cả tinh anh các chiến sĩ đồng thời triển khai phản công, cùng một bên khác xông lại sông băng viện quân, đem bô quá mang tới tất cả viện quân bao quanh vây quanh ở chính giữa trắng trận xóa bỏ. Âm âm. Tiếng va đập, tiếng gầm gừ, máu tươi phun tung tóe thanh âm hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau. Một trận độc thuộc về ma tộc chiến tranh sử thi, ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tiến hành. E ra nhìn thấy băng phong chi hải từ dương cùng bô quá kịch đấu tình cảnh, lập tức tự mình lao xuống, giáng lâm tại từ dương bên người. Không thể không thừa nhận, hai người này đứng ở cùng một chỗ, quả thực chính là sinh mạng thể nhan giá trị cực hạn phối hợp, chính phú cảm giác gọi là một cái mười phần. Mô quá lại đều nhịn không được bật cười, e ra, ngươi, thật dự định đem ma tộc tương lai, giao cho cái này nam nhân sao? E ra cười lạnh, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Đừng có lại che giấu. Lấy ngươi ma tộc nữ hoàng cao ngạo, làm sao lại tùy tiện đem băng phong vài vạn năm vĩnh hằng chi kiếm giao phó cho một nhân loại? Ngươi dám nói, ngươi đối với hắn một điểm cảm giác đều không có sao. Ngươi vì hắn từ bỏ nhiều như vậy, thậm chí liền ma tâm lực lượng đều có thể tới cùng hưởng, ngươi không cảm thấy làm như vậy, là đối ma tộc một loại phản bội sao? Không đợi từ dương mở miệng, e ra ánh mắt vô cùng kiên định phản bác, ta chỉ biết, làm tộc nhân của ta gặp nạn thời điểm, là hắn, dẫn theo những cái kia thần phục với hắn sông băng bộ hạ cũ dám đến gấp rút tiếp viện, ta chỉ biết, coi ta không cách nào thi triển lực lượng thời điểm, cũng là hắn. Lần lượt cứu vãn tính mạng của ta. Chỉ bằng cái này, đầy đủ ta vì hắn trả giá hết thảy. Era nói, lại một lần nữa rút ra cái kia thanh đã không còn thuần túy vết sương chi nộ, tại ma tâm ánh sáng tím vây quanh dưới, bị phong ấn lực lượng đạt được tính tạm thời dung hợp, mang ý nghĩa nằm trong loại trạng thái này, Era có thể phát huy ra bản thân đỉnh phong chiến lực. Cùng ở tại lúc này, Từ Dương cũng chậm rãi dơ lên vĩnh hằng chi kiếm, hai đại ma tộc chân chính lãnh tụ kề vai chiến đấu, tuy là cái này bô quá mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết chế tài. Rất tốt. Đã đây là sự an bài của vận mệnh, ta bày ngươi quá phục tùng chính là. Có điều, coi như muốn chết, ta cũng phải để hai người các ngươi, trả giá vốn có đại giới. Chương 145, Vạn Ma Uyên Chi Vinh Quang Bô quá lại không tốt, cũng là một phương ma tộc cấm địa trí tôn, tự nhiên có được độc thuộc về mình bản lĩnh giữ nhà. Mắt thấy đại bộ đội lật bàn không có gì hy vọng, bô quá rốt cục quyết định trước từ e ra cùng từ dương hai người tới tay, nếu là có thể hoàng mỹ trấn áp cái này hai đại lãnh tụ liền có thể thực hiện tuyệt địa nghịch tập ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra bô quá trước mặt nhiều một hơi tinh xảo lộng lẫy lại hết sức cực nóng màu đỏ hỏa lô đây là minh hỏa chi ủng bô quá đỉnh cấp chí bảo danh xưng có thể luyện hóa thế gian hết thảy gia hỏa e ra mặt lộ vẻ vẻ giật mình có nghe đồn bô quá tại mấy vạn năm trước chính là ở bên trong liệt hỏa giáng sinh nói trắng ra bản thân hắn chính là một đoàn vĩnh viễn không tịch diệt ma chi hỏa diễm trước mắt cái này miệng to lớn hỏa lô chính là hắn dùng để đối phó từ dương cùng era chung cực ác chủ bài cẩn thận era bản năng nằm ngang ở từ dương trước mặt từ dương nhìn bóng lưng của nàng một chút trong lòng dân lên đặc thù tâm tình chập chờn ầm ầm bô quá triển khai hành động tiếp theo đem cái này khó chịu lô cái nắp sốt lên vô cùng vô tận màu đỏ hỏa diễm vút mà ra lại ẩn ẩn có đem trên mặt đất ngàn dặm băng cứng hòa tan tình thế. Ha ha ha! Nhân tộc cường giả, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi vĩnh hằng chi kiếm, có thể hay không gánh vác được ta này bản mệnh ma hỏa lực lượng. Kinh khủng sức cắn nuốt nháy mắt khóa chặt từ dương cùng e ra hai người. Trình độ nào đó giảng cái này hỏa lô là lấy bô quá linh hồn để ý chí, căn bản chính là cùng tính mạng của hắn hợp thành một cái chỉnh thể hình thức, một khi bị khóa định, muốn tránh thoát vậy liền khó càng thêm khó. ERA nguyên bản có biện pháp phá vây, nhưng nàng giờ phút này bởi vì thủ vết sương chi nổ quán chú tiến từ dương huyết mạch bối rối, như cũ không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực, liền tự thân ma nguyên công pháp đều không thể hoàn toàn thi triển. Mắt thấy liền phải bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này hoàn toàn hút vào ở trong. Giờ khắc này, chính là người ta xa nhau sao? Trong thoáng chốc, chung quanh thời không giống như là trở nên chậm tiết tấu cùng tiến trình, ERA quay đầu nhìn về phía từ dương, trong lòng lại chảy ra một tia không thôi cảm xúc nàng hiện tại bộ dáng này là nàng cho tới bây giờ đều không muốn thấy qua vì một cái nhân tộc tu sĩ động tình dạng này khó mà tin nổi trò đùa thật tại nữ hoàng era ra sinh mệnh ở trong biến thành hiện thực bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được lòng của mình tại thời khắc này đâm đau cùng từ dương ở giữa khoảng cách dần dần từng bước đi đến ánh mắt hai người lại đều từ đầu đến cuối nhìn thẳng lẫn nhau không có nửa phần rời rạc hỏa lô sức cắn nuốt vẫn còn tiếp tục khuếch tán bô quá tắc chiến mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng trước dùng bản mệnh ma hỏa luyện rơi một cái lại nghĩ biện pháp xử lý một cái khác dù sao e ra ma tâm vốn là vì ma tộc sức mạnh vô thượng lại thêm từ dương vĩnh hằng chi kiếm hai người này hợp lực ra tay đã vượt xa khỏi bô quá cực hạn chịu đựng hắn nhất định phải không tiếc đại giới đem hai người này hoàn thành chiến trường chia cắt chỉ là từ dương thật định cho hắn cơ hội này sao e ra thân thể hoàn toàn bị nuốt vào trong lò lửa coi như cái này cái nắp sắp phong bế trước một khắc, kia quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa. Ta à, sẽ không để cho một mình ngươi đối mặt hắc ám. Trăng rắc. Minh hỏa chi ủng bên trong không gian, đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhưng giờ khắc này, e ra nội tâm lại cũng không cô đơn, bởi vì nàng nhìn thấy mình muốn đi gặp nhất người kia. Hỏa diễm quang minh thắp sáng chung quanh, làm e ra cùng từ dương tại cái này tử cảnh bên trong lần nữa nhìn nhau hướng lẫn nhau lúc hai người tự hồ cũng phát hiện đối phương tại mình trong suy nghĩ vị trí đã triệt triệt để để phát sinh biến hóa ngươi tại sao phải làm như vậy biết rõ hẳn phải chết cũng phải theo vào đến từ dương cười khẽ tiến đến không nhất định sẽ chết nhưng nếu như không tiến vào còn sống chỉ sợ cũng phải mất đi ý nghĩa nhìn như đơn giản trả lời lại bù đắp được trên đời này nhất động lòng người lời tâm tình từ Dương chưa từng là một cái thích chủ động biểu đạt mình tình cảm người, hắn nội liễm, thâm trầm, kiêu ngạo khó bảo. Nhưng lần này, hắn chỉ nguyện trở thành cái này cao cao tại thượng nữ nhân trong mắt duy nhất một màn kia nhu tình. Hai người cứ như vậy vô cùng khoảng cách gần nhìn nhau lẫn nhau, cho dù thân hãm biển lửa, con đường phía trước mê võng cũng không đành lòng lãng phí mỗi một phút mỗi một giây một mình. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Không biết qua bao lâu, Era sắc mặt bình tĩnh liếc nhìn một chút chung quanh, minh hỏa chi ủng thần khí bên trong không gian, càng ngày càng nhiều hỏa diễm tia sáng nổi lên nhan sắc, nhiệt độ cũng tại dần dần lên cao. Sẽ không. Chúng ta đều có riêng phần mình chưa hoàn thành sứ mệnh, nơi này chẳng qua là một đạo thú vị cửa ải thôi. Từ dương thanh âm bình tĩnh mà chắc chắn, cho Era lớn lao lòng tin. Ngươi thân là ma tộc nữ hoàng, phải hiểu một chút phá trận pháp môn A. Ta đoán nơi này hẳn là kia đại gia hỏa thân thể chỉ cần có thể nhìn rõ nó thân xác sơ hở, sinh cơ liền sẽ hiện ra. E ra bất đắc dĩ lắc đầu, trừ phi ta có thể khôi phục lại đỉnh phong, vết xương chi nộ phối hợp ngươi vĩnh hằng, tất có thể thi triển ra đầy đủ lực lượng vỡ vụn thần khí này. Trừ cái đó ra, không còn gì khác biện pháp gì. Từ dương sắc mặt trầm ngưng, kia, liền không ai có thể đủ giúp ngươi khôi phục thân thể cách khác sao. E ra mặt lộ vẽ một vòng đỏ ửng, hiển nhiên hai người đàm luận đến loại chủ đề này lúc, cho dù nàng vì cao cao tại thượng nữ hoàng, cũng cuối cùng chỉ là cái chưa nếm qua trái cấm nữ hài thôi. Theo thời gian trôi qua, không gian ở trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Từ Dương cùng Era hô hấp cũng đều bắt đầu trở nên gấp rút. Hỏa diễm thật là có thể nuốt hết hết thể lực lượng, tại dạng này bên trong không gian bên trong, hô hấp đều nhanh biến thành một kiện xa xỉ sự tình. Từ Dương không cách nào, một chỉ điểm hướng mình mi tâm, dưới chân sinh ra một đạo ống ánh màu băng lam trận ánh sáng đem mình cùng Era hai người bao phủ ở trên đây, rõ ràng là tại dùng thiêu đốt mình nội tình phương thức, tận khả năng kéo dài càng lâu thời gian. Đáp ứng ta, nếu như đợi chút nữa ta mê thất ý chí, mời ban thưởng ta vừa chết đi, có thể chết trong ngực của ngươi, cho là phúc phần của ta. Từ Dương Minh Bạch, Era muốn cho mình hết thảy, thậm chí là xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, nhưng nàng còn cố kỵ Từ Dương cảm thụ, dù sao loại sự tình này căn bản là ép buộc không đến nàng không nghĩ để cho mình tại Từ Dương trong lòng lưu lại dù là một chút xíu không hoàn mỹ. Từ Dương cắn chặt răng, bắt đầu thử nghiệm ngưng tụ kiếm khí, lại phát hiện tại thần khí này hỏa lô ở trong, bất kỳ cái gì ngưng tụ linh lực phương thức đều không thể có hiệu quả. Đáng chết! Hỏa diễm đã thiêu đốt đến cực thịnh trạng thái, để lại cho Từ Dương cùng e ra hai người không gian càng ngày càng nhỏ. Rốt cục đến phiên nên Từ Dương làm ra lựa chọn thời điểm là cùng nàng cùng nhau đối mặt tử vong, vẫn là lựa chọn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, tại cực lạc thịnh yến bên trong, tranh thủ cuối cùng một tia tránh thoát hy vọng. Thôi, đây là người ta nhất định có ràng buộc, ta Từ Dương Tuyệt không phải cứng nhắc cay nghiệt người, đã vận mệnh gọi người ta gặp nhau, vậy liền thuận thiên mà làm, tương lai hết thảy, người ta cộng đồng đối mặt. Chương 146, Minh Hải chi hành. Từ Dương mình cũng không rõ ràng, một khi cùng ma tộc nữ hoàng có khó mà dứt bỏ ràng buộc. Mình tiếp xuống lại gặp phải như thế nào cục diện, nhưng giờ này khắc này, hắn duy nhất rõ ràng ý thức được, mình nhất định phải mang theo nàng, xông ra cái này đạo gông xiền. Làm Era lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, chung quanh hỏa diễm đã không còn là một loại dày vò, ngược lại thành để hai người đi hướng linh hồn vui vẻ đỉnh chóp phong trợ lực. Cái này nhất định là khó quên một đêm. Từ Dương huyết mạch, vĩnh viễn đóng dấu tại Era trong cuộc sống. Cường đại sinh mệnh bản nguyên độc thuộc về từ dương cái này 10 vạn năm cường giả quý giá nhất tinh hoa, dung nhập vào vết xương chi nổ bên trong, cùng e ra bản mệnh ma huyết hòa làm một thể. ầm ầm Rất nhanh, làm trận này làm càng linh hồn thể nghiệm đi hướng hồi cuối lúc, e ra thân thể đạt được năng lượng to lớn phản hồi. Trời à, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi, dương. Vết xương chi nổ phong ấn trạng thái đã biến mất, hiện tại ta đã khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Cường đại ma hoàng khí tức lần nữa khôi phục, ma tâm lại bắt đầu vút hữu lực trung động lên, e ra trong con mắt phóng xuất ra vô cùng cường đại tử sắc quan diễm. Cho ta tịch diệt đi. Nữ hoàng giận dữ, dù cho là ma tộc cấm địa chí tôn lại như thế nào. Mỗi một cái đứng tại mặt đối lập gia hỏa, đều muốn lắng nghe nàng thẩm phán. ầm ầm Minh hỏa thần lô ầm vang vỡ nát, bô quá triệt để tuyệt vọng, hắn thậm chí cảm nhận được thân thể của mình sụp đổ rung động đang tràn ngập. Không, cái này sao có thể? Các người có thể xông phá minh hỏa chi ủng phong ấn. Nhìn thấy từ dương cùng e ra hai người lần nữa hiển hiện ở giữa không trung, đều là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng, bô quá sâu trong linh hồn đã nghe được tan tác cuối cùng âm. Giết! E ra dơ cao vết sương chi nộ, lấy toàn thịnh chi tư chính thức khai hỏa phản công kèn lệnh. Trong lúc nhất thời, không riêng gì tại cái này biển dung nham mặt ngoài, nhìn sừng bên trên trống không ma tộc chiến trường chính cũng bắt đầu toàn diện phản kích hình thức. Bác đại thần tướng lần lượt bị đa mổ bọn người chém giết, thảm tao trọng thương bô quá lại không xoay người cơ hội, cuối cùng cũng là chết tại e ra dưới kiếm. Nữ hoàng vạn tuế Đầy khắp núi đồi tiếng hô hoáng truyền đến, nhìn sừng chiến trường cuối cùng, theo bô thái hòa bác thần đem vẫn lạc, tất cả theo mà đến cấm địa ma tộc toàn bộ cúi đầu xưng thần, đưa về vạn ma xào một bộ phận. Mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, từ Dương đã trợ giúp ERA liên tiếp tiêu diệt hai đại ma tộc cấm địa, có thể nói không thể bỏ qua công lao. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cường giả Từ Dương, chính là ta vạn ma sào đứng thứ hai, các người muốn tôn hắn vì thánh chủ. Hắn, chính là ta, mệnh lệnh của hắn, liền là mệnh lệnh của ta. Ý chí của hắn, chính là ta vạn ma sào cộng đồng ý chí. Thánh chủ vạn tuế. Trăm vạn ma tộc đồng thời hô to như vậy lời nói, là thật là để từ dương có chút bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ tới, mình có một ngày, có thế tại ma tộc có dạng này khó mà tin nổi cao thượng địa vị. Bất kể nói thế nào, có cái này vạn chúng ma tộc làm hậu thuẫn, từ dương ngày sau tại đạo châu tiếp tục tìm tra long tàng ở nơi nào, cũng liền có đầy đủ lực lượng. Loạn chiến liên tục, cũng làm cho vạn ma sào bộ hạ của ma tộc các chiến sĩ thương vong không nhỏ, bọn hắn phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ dương vốn định rời đi, tự mình một người chui vào dinh bộ cứ điểm, bị e ra quả quyết cự tuyệt. Ngươi đã nói, sau này hết thảy, muốn cùng ta cộng đồng đối mặt. Ta cùng dinh ở giữa nhất định là phải có một trận chiến, cái này không riêng gì vì cứu vớt bằng hữu của ngươi, cũng là ta thân là ma tộc nữ hoàng thuộc bổn phận sự tình, xin cho phép ta, cùng đi với ngươi. Nhìn sừng đỉnh, hoàng hôn trời chiều vô cùng mỹ hảo, từ dương quay người, nhìn đến giờ phút này e ra kiên định mà tuyệt mỹ ánh mắt, cuối cùng là lộ ra một vòng mỉm cười. Linh thuyền bay qua, từ dương kéo e ra tay đằng không mà lên, hai người cộng đồng tiến về đạo châu Đông Nam hướng dinh bộ khu vực, trong rủi ma tộc trận chiến cuối cùng sắp triển khai. Như là e ra lời nói, Na Dồ Đạt từng vị kế thừa ma tâm thứ hai người ứng cử, vốn là ma tộc mạnh nhất chiến sĩ, bây giờ lấy dinh làm hạch tâm 12 người chúng, từng cái đều có không kém gì cấm kỵ trí tôn sức chiến đấu, 12 người hợp thể chế tạo thiên ma tuyệt trận càng là khó có thể tưởng tượng cường đại, trận chiến này chú định hung hiểm vạn phần. Chúng ta đây là Muốn tới sao? Từ Dương nhìn xem bên ngoài xa lạ tràng cảnh nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Nơi này là mênh mông vô bờ hải dương, thiên không mãi mãi cũng là âm trầm nhan sắc, khi thì nổ vang kinh lôi chấn động, lại hiếm khi có thể nhìn thấy sấm sét tia sáng. Từng tòa đứng sững trên mặt biển thần bí mộ bia, giống như là đã ở lại chỗ này vô tận năm tháng, mặc cho biển cả chìm nổi, sóng lớn mãnh liệt, vẫn như cũ tuyên khắc lấy những cái kia danh tự. Mà tại cái này bóng đêm vô tận cuối cùng, một tòa tản ra u lục sắc quan mang sơn phong dần dần lộ ra hình dáng. Nơi này gọi là Minh Hải, Dinh Đa tự lập môn hộ về sau, liền đem chỗ này chế tạo thành mình đại bản doanh. Ngươi nhìn thấy những cái kia mộ bia, đều là từng tại dưới tay hắn hy sinh qua cường giả, mà này tòa đỉnh núi, chính là hắn cầm tù tội đồ luyện ngục, bằng hữu của ngươi, hẳn là cũng bị giam ở bên trong. Từ dương nghe vậy, thuận thế bay ra linh thuyền, rơi vào tòa này u lục sắc sơn phong chân núi, đăng lục một khắc, chung quanh vô cùng khí tức âm lãnh cấp tốc đập vào mặt. U! Đợi lâu như vậy, khách nhân của chúng ta cuối cùng đã tới đâu? Rõ ràng là một đạo nữ tử thanh âm, cũng là 12 ma chúng bên trong cái thói quen kia che mặt nữ thích khách Erika nụ cười quỷ quyệt. Theo sát lấy, e ra cũng thoát ly linh thuyền, rơi vào từ dương bên người, sắc mặt u lãnh quét mắt chung quanh. Dinh đa đâu? Gọi hắn cút ra đây, có cái gì ân ân oán oán ở trước mặt nói rõ chẳng phải thống khoái. Nhất định phải chơi những cái này giả thần giả quỷ trò xiết. Ha ha ha. Nữ hoàng đại nhân quả nhiên bá khí, chẳng qua thật đáng tiếc, nơi này là Minh Hải, không phải ngươi vạn ma uyên, đã đến, liền phải thủ quy định của chúng ta. Ngươi nếu có bản lĩnh đăng lâm luyện ngục phong đỉnh chấp điểm, tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy các ngươi muốn gặp người. Erika quỷ mị một loại thanh âm phiêu hốt không dứt, lúc ẩn lúc hiện, cũng không định tự mình lộ diện cùng từ dương hai người giao thủ, mà là lợi dụng sân nhà ưu thế, tận khả năng vì hai người chế tạo phiền phức. Cẩn thận! Một đạo lạnh lẽo quỷ ảnh không hề có điềm báo trước phóng tới Era phía sau, bị từ dương kinh khủng sức quan sát sớm nhìn thấu, một chỉ đem anh thành hư vô. U, rất mạnh mẽ nha, thích anh hùng cứu mỹ nhân trò xiết. Vậy thì tốt, lão nương liền thỏa thích cùng các ngươi chơi đùa. Lại là một đạo thanh âm nữ nhân truyền ra, từ dương cùng e ra dưới chân đột nhiên sinh ra to lớn màu đỏ tím liên hoa, giống như là có thể thôn vệ thịt người thể cùng linh hồn khủng bố hoa cỏ đang nhanh chóng sinh sôi. Từ dương kéo e ra không ngừng bay tán loạn rời rạc, tránh né những cái này độc hoa tiến công, đồng thời không gián đoạn giúp cho đánh trả. Xem ra, cái này minh hải quả thật so ta tưởng tượng còn gai góc hơn, Jinda hang ổ, không có tốt như vậy chinh phục A. Chương 147, Luyện Ngục Phong Thủ Vệ Khổng lồ nhị hoa điên cùng phun ra ra có được mãnh liệt tính ăn mòn độc tố, tràn ngập tại từ dương cùng e ra mỗi một cái điểm dừng chân. Mà nụ hoa nở rộ mở tử, lại sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong sinh ra mới độc hoa, tiếp tục đối mục tiêu tiến hành công kích. Từ dương cùng e ra chém nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát trước mắt khốn cảnh. Ha ha ha, Hai người các ngươi thật đúng là có kiên nhẫn đâu, hoa nghênh đi vào ta ác mộng vườn hoa. Chính lúc này, một đóa to lớn độc hoa nở rộ ra, chính giữa hiện ra một cái yêu mị nữ tử, 12 ma chúng một trong hoa thần tiệp si ca, những cái này không ngừng phun ra độc hoa, liền đều là kiệt tác của nàng. Cuối cùng hiện thân một cái. Từ dương âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần có mục tiêu, vấn đề liền dễ dàng giải quyết nhiều. Ồ, ngươi dường như rất chờ mong nhìn thấy ta đây, có phải là cũng sẽ bị mỹ mạo của ta hấp dẫn tiệp si tổng quen thuộc dùng hoa đến ví von dung mạo của mình một mặt yêu mị nhìn về phía từ dương a à, lại đẹp hoa bị độc vây quanh cũng không có người sẽ đi thưởng thức vẻ đẹp của nó hiện tại liền để cho ta tới cứu rỗi tội lỗi của ngươi đi từ dương đằng không mà lên tại cái này linh lực vô cùng có hạn trong không gian cấp tốc ngưng tụ ra một đạo linh quan hòa vào đỉnh đầu trong đó xen lẫn một bộ phận ma nguyên lực lượng Quan Vân kiếm ý lôi kéo dưới, cổ này linh lực cấp tốc phân hóa số tròn không rõ kiếm mang, hướng phía phía dưới tiệp si ca vọt tới. Không, ta hoa trận. Ngươi cái này tên đáng chết. Mắt thấy bên cạnh mình đếm không hết độc bao hoa từ dương kiếm mang xóa bỏ sạch sẽ, tiệp si ca thịnh nộ, phía sau cấp tốc kéo dài tới ra hai con to lớn rễ cây trạng xúc tu, hướng từ dương đối diện bắt đi lên. Cẩn thận phía sau. Trước đó một mực đang quan sát e ra cường thế ra tay, vì từ dương chặt đứt sau lưng ràng buộc hai người dựa lưng vào nhau đứng ngạo nghễ hư không tản mát ra vô cùng cường đại vương giả khí diễm khó có thể tưởng tượng ta ma tộc nữ hoàng cùng giải quyết ngươi một cái nhân loại kề vai chiến đấu đây thật là một cái mỉa mai hình tượng từ dương cười lạnh những cái này cũng không phải là ngươi nên ngọc lòng sự tình ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện ngươi là ma tộc bại hoại ầm ầm từ dương giữa trời một chỉ Tại cái này biến ảo khó lường trong hư không tối tăm, một đạo vô cùng ống ánh kim quang kiếm mang chậm chậm hiện ra, cường đại kiếm mang khí tức quét ngang phía dưới điển hoa mỗi một cái góc, hoàng mỹ áp chế tiệp si ca thi pháp không gian. Mất đi vạn hoa che chở cùng phụ trợ, tiệp si ca sức chiến đấu cũng đem giảm bớt đi nhiều. Đi chết đi. Lạnh thấu xương kiếm mang giữa trời nện xuống. Tiệp si ca ánh mắt bên trong xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện, mình chẳng biết lúc nào, đã bị giữa trời thần minh một loại từ dương một mực khóa chặt khí tức, căn bản lại khó di động chút nào. Hoa tỷ tỷ, ngươi nhưng không nên khinh địch a, à, cái này nhân tộc gia hỏa rất lợi hại đâu. Mắt thấy từ dương cái này chấn thiên một kiếm liền phải đắc thủ, trong bóng tối một đạo như quỷ mị hình dáng đột nhiên giáng lâm, hư hóa kia tiệp si ca hình dáng, dùng hắc ám cái bóng đổi thành nàng bản thể. Ầm ầm. Từ dương mũi kiếm chưa thể đánh giết tiệp si ca, ngược lại dẫn xuất 12 người chúng một vị khác cường giả. A à ông trời ơi! Julia, may mắn có ngươi tại, không phải tỷ tỷ ta thật kém chút muốn đánh xì dầu nữa nha. Cái này gọi Julia nữ nhân liền đứng tại đóa hoa kia hoa xuôi theo bên trên, mỉm cười nhìn về phía tiệp Sika. Đáp ứng ta, về sau không muốn lại đơn độc tác chiến, huống chi là hai cái này mạnh đến không hợp thói thường gia hỏa. Nếu không phải chúng ta chiếm cứ sân nhà ưu thế, bằng hai người bọn họ, hoàn toàn có thể đối phó tất cả chúng ta. Era cười lạnh, đã các ngươi biết thực lực của chúng ta, liền không cần tiếp tục lãng phí thời gian, mang chúng ta đi gặp Jinda. Julia giả bộ giang tay ra, thật có lỗi nữ hoàng đại nhân, có thể muốn để ngươi thất vọng. Muốn gặp Jinda lão đại, ngươi còn có cực kỳ trọng yếu một cửa ải muốn quá. Julia vỗ tay phát ra tiếng, mà hậu nhân mang theo tiệp Sika đồng thời biến mất tại ván này bộ chiến trường. Thay vào đó, thì là một loại vô cùng bước chân nặng nề, cùng túc sát tới cực điểm mùi huyết tinh. Hắc ám tầm mắt cuối cùng, cái kia chừng cao hơn 3 mét cự hán đi ra, trong tay dẫn theo một cái huyết sắc cự kiếm, con người cũng giống như vậy tinh hồng nhan sắc. Đây là Dinda mới nhất chế tạo ra hộ núi ma vệ, thắng hắn, các người liền có thể lên núi, chúng ta ở phía trên chờ các ngươi nha. Julia thanh âm dần dần tiêu tán, nhưng kia đều đã không trọng yếu, làm người này xuất hiện lúc, từ Dương cùng e ra tất cả lực chú ý, đều tập trung ở cái này to con trên thân. Cẩn thận, hắn rất mạnh. Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, nhìn không ra trên mặt có chút tâm tình chập chờn, có lẽ chỉ có trước mặt cái này to con, mới có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn đi. Sâu kiếm, ngươi liền kiếm cũng không dám lấy ra sao. Đại hán thanh âm trầm thấp truyền ra, còn cố ý làm ra lao bảo kiếm dáng vẻ, thân kiếm kia toàn thân huyết hồng, phản phất cùng chủ nhân của nó đồng dạng khát vọng ôm một trận tắm rửa máu tươi thịnh yến. Đánh ngươi, còn không có tư cách để ta xuất kiếm. Lấy chỉ làm kiếm, liền đầy đủ. Từ dương về một tiếng biến bất tại nguyên chỗ, thân pháp giống như quỷ mị lũi lên lên, chủ động nên kích cự hán này. Đây ra thì cùng từ dương tâm hữu linh tê, ngay lập tức nhìn rõ từ dương ý đồ. Không có dựa vào thuần túy lực lượng tới chính diện cứng rắn, nói rõ từ dương là đang lợi dụng thân pháp tốc độ ưu thế tìm kiếm hắn sơ hở, cho Era sáng tạo đánh ra một kích trí mạng không gian. Nhưng mà từ dương bàn tính rất nhanh thất bại. Ha ha ha, ngươi chớ có cho là thân hình của ta cao lớn, liền nhất định là cái cồng kềnh gia hỏa. Cự kiếm cường giả bắt đầu chuyển động, ngoài thân một cổ cường đại huyết ma khí tức bộc phát. Sau đó con hàng này người tựa như là điên cuồng đồng dạng tùy ý nhảy lên đằng, phương diện tốc độ không kém chút nào từ dương. Có chút ý tứ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là dinh tên kia dùng phương pháp gì chế tác được cự kiếm cường giả cười lạnh dùng phương thức của ngươi trả lời ngươi ngươi còn chưa xứng biết những thứ này người sắp chết ngươi duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện ầm ầm to lớn huyết sắc kiếm mang chém bổ xuống đầu từ dương tránh về một bên vừa mới dừng lại vị trí mặt đất đã bị oanh thành vỡ nát quan vân chém đêm tối phía dưới từ dương hai tay bấm quyết một đạo vô cùng sáng khiếp ánh trăng hiện lên ở phía sau to lớn ánh trăng kiếm mang từ cái này ánh trăng bên trong bắn ra, giấy mắt liền để cái này to con mất đi có thể thấy tầm mắt ánh sáng chói mắt huy sái ra, cũng vì ẩn nút ở phía dưới hồi lâu Era cung cấp nhất cơ hội quý giá ngay tại lúc này Era chuyển hóa một cổ cực thịnh ma diễm từ phía sau hung hăng đập vào cự kiếm chiến sĩ đỉnh đầu đến từ ma tộc nữ hoàng tuyệt sát một kích vi lực căn bản không phải gia hỏa này có thể chống lại. Còn chưa bắt đầu, cứ như vậy kết thúc rồi à. Cự hán nhẹ buông tay, độc thuộc về kết cấu linh hồn của hắn, bị e ra một chưởng triệt để đập nát, dù có cường đại hơn nửa thân thể năng lượng, mất đi linh hồn, hết thảy đều là ủng công. Chương 148, Vinh Quang trở về. Đánh xinh đẹp. Nghĩ không ra hai người các ngươi, cũng có thể tạo thành như thế tinh diệu phối hợp. Ginda thanh âm đột nhiên truyền ra, cùng ở tại lúc này, Luyện Ngục Phong đỉnh nổi lên một đạo lạnh lẽo u quang, vừa vặn làm nổi bật ra tên kia khổng lồ hình dáng. Từ Dương cùng Era liếc nhau, đồng thời phi thân lên, hướng phía kia Luyện Ngục Phong chi cực tới gần. Không hề nghi ngờ, chém cái này cự kiếm cường giả, Từ Dương hai người đã coi như là thông quan. Hai người vững vàng rơi xuống đất, lúc này mới nhìn thấy lớn như vậy Luyện Ngục đỉnh, Ginda bộ 12 người chúng đã toàn viên đến đông đủ, mà Tuệ Tâm chính xếp bằng ở những người này ương nhắm mắt ngưng thần, yên lặng hát tụng lấy vật âm, quanh thân kim sắc bảo quan gia trì. Tuyệt không nhận bất cứ thương tổn gì. Các người hẳn là may mắn, không có thương tổn bằng hữu của ta, nếu không ta định gấp trăm lần hoàn trả. Từ dương vẫn là như vậy trầm ổn bình tĩnh, bên người e ra thần sắc thì phải phức tạp một chút. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này, huống hồ tổn thương hắn, đối với chúng ta đến nói không có ý nghĩa gì. Giao ra ma tâm, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy ngươi muốn gặp mấy người kia. Dinh Đa giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Dương. Ta biết, hiện tại ngươi cùng e ra nữ hoàng đại nhân đã phát sinh một chút vi diệu sự tình, tình cảm của các ngươi trở nên vô cùng cứng cỏi, liền sinh tử cũng không thể đem các ngươi ràng buộc chặt đứt. Nhưng ta lại muốn gọi ngươi làm ra lựa chọn, là cứu ngươi mấy cái kia cố nhân, vẫn là lưu lại ngươi bên cạnh người tính mạng. Ngươi chỉ có thể hai chọn một. Jindar một bộ ăn chắc đối thủ dáng vẻ nhưng mà rất nhanh Từ dương liền cho hắn mạnh mẽ tài lên một chậu nước lạnh muốn cùng ta chơi mưu kế ta chắc chắn người căn bản không rõ ràng ta kia mấy người đồng bọn vị trí tuệ tâm thề thốt không nói gì ngươi cũng giống vậy không làm gì được hắn trên thực tế người căn bản là khống chế không được trong chúng ta bất kỳ người nào Từ dương cái này sống cường thế đánh trả để tự cho là thông minh Dinda tương đương xấu hổ ha 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 Lão đại, mưu kế của ngươi bị tiểu tử này vạch trần, rất xấu hổ nha. Xú bà nương, nói ít vài câu, lão đại hiện tại rất nổi nóng. 12 người chúng liếu ríu bi bi lên, là thật là tại châm ngòi thổi gió. Hừ, ta đích xác không có nhược điểm gì, nhưng, ta có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi. Dinh gầm lên giận dữ, cái này luyện ngục phong chung quanh giấy lên một đạo thông thiên triệt địa một loại khủng bố màn ngăn, u hào quang màu xanh lục, gần như là đem cả ngọn núi hoàn toàn bao trùm, trên bầu trời tiếng sấm càng vang dội mấy phần. Hồng tỏa U Minh Trận Đây là sư tôn năm đó nghiêm lệnh cấm chỉ tu luyện trận pháp, ngươi vậy mà. Dinh Đa lạnh lùng nói, không muốn sách phụ thân ta, hắn là ta cả một đời thống hận nhất người. Nếu không phải lúc trước hắn đem ma tâm cho ngươi, hiện tại ta đã thống nhất đại lục tất cả ma tộc. Từ dương thật sâu nhìn gia hỏa này một chút, thống nhất. Chỉ bằng ngươi chỉ hiểu vết chóc tác phong gọi là tàn sát, không gọi chinh phục. Ngươi nếu có thể trải qua era làm hết thảy, liền nên minh bạch vì sao phụ thân ngươi lúc trước sẽ đem ma tâm truyền thừa cho nàng. Chỉ có nàng, mới là có thể đem toàn bộ ma tộc mang hướng đỉnh phong người. Ngươi câm miệng cho ta. Dinh đa thịnh nộ không ngớt, ma tâm chính là hắn lớn nhất chỗ đau. Gặp hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, dùng trong tay cự phủ nện như điên hướng từ dương đỉnh đầu. Hừ, bị ta đâm đau nhất rồi. Từ Dương cười khẽ, đưa tay một chưởng oanh ra, cường đại khí lãng bắn ra ra, kinh hải chung quanh tất cả mọi người lui lại cách xa mấy mét. Qua a, cái này nhân tộc tiểu tử thật sự là lợi hại a, dám đón đỡ lão đại thịnh nộ một kích, không hổ là có thế chinh phục ma tộc nữ hoàng nam nhân. Erika lời nói này, làm sao nghe đều giống như đang khích lệ Từ Dương, chẳng qua 12 người chúng cũng đều không có nhàn rỗi, ngược lại đem ánh mắt chăm chú vào Era trên thân. Nữ hoàng đại nhân, nam nhân của ngươi đã cùng lão đại của chúng ta đánh lên, vậy thì do chúng ta tới chơi đùa với ngươi đi. E ra lãnh ngạo khí chất đưa nàng phụ trợ vô cùng bá khí, tung một thân nữ nhi, một mình đối mặt 12 người chúng, vẫn không mất một phái lãnh tụ đặc hữu khí diễm. Muốn trở thành ta vong hồn dưới kiếm, các người chi bằng thử một lần. sư sư. Mười 12 ma tộc đỉnh tiêm cao thủ đồng thời có động tác, toàn bộ luyện ngục phong triệt để náo nhiệt. Ầm ầm. Tùy ý bộc phát tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, chiến trường chính từ dương cùng dinh đa chiến túi bụi, e ra bên này miễn cưỡng còn có thế duy trì, dù sao lấy đánh 12, không bị đánh tan đã rất không tệ. Ma tâm tư vị, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Rốt cục, 12 ma bên trong, cái kia mang theo mặt nạ ảnh lưu chúa tể cái thứ nhất đối e ra phóng thích chân chính cường đại áo nghĩa thủ đoạn. Chỉ một nháy mắt, e ra thân thể lưu lại một đạo ám hắc sắc phong ấn ký hiệu, cùng tại thời khắc này, Erika cùng Julia hai đại nữ thích khách đồng thời ra tay, phối hợp ảnh lưu chúa tể đánh ra khiến người ngạc thở một loại thích khách tập kích. Ấn ký áp chế hiệu quả một nháy mắt bị phóng đại thật nhiều lần, Erika chỉ cảm thấy một cổ nhìn không thấy hắc ám lực lượng đem huyết mạch của mình hoàn toàn bao lấy, khó mà phát huy mình đỉnh phong chiến lực, cục diện lập tức trở nên trở nên nguy hiểm. Hừ, lần này liền để ngươi nhấm nháp một chút, bị độc hoa thôn vệ đau khổ. Theo mấy người này bắt đầu phóng thích chân chính chiêu bài thủ đoạn, 12 mạnh ma các hiển thần thông, thể hiện tài năng, từng mảng lớn lấy tay công pháp thần thông đánh tới hướng Era. Cẩn thận. Từ Dương bị ép phân ra một đạo thần niệm ngự kiếm mà đến, lấy ống ánh kiếm mang màn ngăn vì Era cung cấp cường đại sức mạnh thủ hộ. Dù là như thế, đến từ đối thủ áp chế lực cũng quá mức cường đại chút. Ầm ầm. Era cưỡng ép rút kiếm, vết xương chi nộ cường hoành ma lực ngay tại chỗ bộc phát dùng phương thức như vậy bức lui 12 mạnh ma vây quanh. Nhưng tương tự, e ra mình cũng lâm vào mệt mỏi trạng thái, trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Hừ, ngươi làm sao không dẫn động ma tâm lực lượng? Để chúng ta cũng tới mở mang kiến thức một chút, khi chí cao vô thượng ma tộc truyền thừa A. 12 mạnh ma không ngừng dẫn dụ e ra, nhưng nữ hoàng đại nhân chính là không trúng chiêu. Đừng cho là ta nhìn không thấu tâm tư của các ngươi, nghĩ thừa cơ cướp đoạt ma tâm, các người không có cơ hội. Ảnh lưu chúa tể lãnh đạm mở miệng, vậy liền trước muốn ngươi mệnh lại nói. Động thủ 12 mạnh ma lần nữa hợp lực, chuẩn bị thừa dịp từ dương chưa thể đưa ra tay công phu một lần trọng thương e ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồi lâu không lời tuệ tâm đột nhiên mở ra hai con ngươi, quanh thân kim sắc bảo quan đại tác, theo sát lấy, kia mấy đạo quen thuộc mị ảnh xuất hiện lần nữa. Bạch liên tuyết, linh giao, cùng lăng thanh su tam nữ thần đạp không mà đến. Cuối cùng tìm tới bên này, hòa thượng, đa tạ á. A-di-đà-phật Tuệ tâm cười nhẹ hát một câu Phật hiệu, chậm rãi đứng dậy công phu, đã là cùng E-ra cùng tam nữ thần đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt 12 mạnh ma. Khá lắm, ngươi tên trọc đầu này đúng là tại giả vờ giả vịt Nguyên lai like ngươi căn bản không có bị ma lực phong ấn hạn chế. Tiệp si-ca làm trước đó tự mình phong ấn tuệ tâm người thi pháp, Giờ phút này không thể nghi ngờ là tức giận nhất một cái, tuệ tâm thông dong để nàng cảm thấy mình mười phần vô năng. Chương 149, hợp lực trấn quần ma. A Di Đà Phật. Cũng không phải là tiểu tăng hờ khép cái gì, chỉ là trong lòng có Phật, tự nhiên đi không trở ngại. Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem xem, hôm nay trong lòng ngươi Phật, đến cùng có thể hay không cứu ngươi thoát ly khổ hải. 12 mạnh ma đầm đìa ra tay, cùng từ Dương Hậu viện đoàn chiếm hừng hực khí thế. Có linh giao ba người cùng tuệ tâm gia nhập, e cũng dần dần khôi phục mạnh hơn trạng thái chiến đấu, năm người chiến 12 người, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại càng chiến càng mạnh. Vương bác đảng Xem ra tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị, là ta đánh giá thấp ngươi. Dinh đa nhìn thấy tuệ tâm mấy người thao tác cuối cùng đã rõ, từ đầu đến cuối hắn đều không thể chân chính trưởng khống lấy cục diện. Từ dương cười khẽ, trong lòng ngươi chấp niệm quá thịnh, ma tâm lực lượng rơi vào trong tay ngươi, chắc chắn sẽ gây nên một trận hạo kiếp. Hôm nay, ngươi nhất định phải đi hướng cứu rỗi con đường. Nói xong, Từ Dương một tay lơ lửng, cường đại màu băng lam khí tức phóng xuất ra, Vĩnh Hằng chi kiếm lại lần nữa được triệu hoán. Trời ạ! À, Sư Tôn hắn lại đạt được như thế thần khí. Lăng Thanh Xu kế bờ sợ không thôi nhìn về phía bên kia. Vĩnh Hằng chi kiếm, ma tộc cấp cao nhất truyền thừa xem ra sư tôn cùng e ra nữ hoàng thành lập không gì phá nổi ràng buộc. Bạch Liên Tuyết lộ ra rất bình tĩnh, nàng mặc dù trong lòng tràn đầy chỉ có từ dương một người, nhưng lại chưa từng hy vọng xa vời một mình chiếm hữu từ dương, có thể để cho cái này nam nhân vì mình bôn ba hai vạn năm, Bạch Liên Tuyết sớm đã vừa lòng thỏa ý. Tương phản, ba nữ nhân chẳng những không có ghen tuông, nhìn thấy từ dương bởi vì ma tộc nữ hoàng ràng buộc trở nên càng mạnh, các nàng là trong lòng cảm thấy vui mừng. Ầm ầm, Vĩnh Hằng mới ra, toàn bộ luyện ngục phong chung quanh vô tận ma diễm nhau nhau tịch diệt, cường đại kiếm mang phối hợp từ dương kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, phóng xuất ra rung động quần ma khủng bố lực uy hiếp. Xem chiêu. Từ Dương cường thế ra tay, một kiếm chém về phía Diên Đa đỉnh đầu. Cường đại như Diên Đa dạng này ma tộc thiên chi kiêu tử, cũng căn bản không dám đầu sắc đến chính diện đi đấu Từ Dương Vĩnh Hằng kiếm lực, nhanh chóng né tránh về một bên. Oanh. Nổ rung trời nổ tung, từ dương chỉ là phát một kiếm, liền suýt nữa đem toàn bộ sơn phong bổ ra một vết nứt tới. Lão đại, không được a, à, những người này quá mạnh, nhất định phải tập chúng ta 13 người hợp lực mới có thể đem bọn hắn trấn áp. Tiệp si ca càng đánh càng là bối rối, càng khổ cực chính là vốn là cận chiến lực không được nàng, hết lần này tới lần khác bị đồng dạng kiếm đạo cường thế linh giao cho để mắt tới, cái này mẹ nó một trận thần chặt đi xuống, tiệp si ca một đóa hoa đều kêu gọi không ra là thật là bị đánh chạy trối chết. Về phần 12 mạnh ma những người khác, cũng đều bị cái này lâm thời tác chiến đội hoàng mỹ áp chế, còn tiếp tục như vậy, Jinda một mạch chỉ sợ thật muốn thất bại. Kết trận Rốt cuộc, Jinda không còn làm càng nhiều do dự, một tiếng kêu gọi phía dưới, hắn cái thứ nhất đằng không mà lên, theo sát lấy 12 mạnh ma lần lượt bay lên bầu trời, tại cái này bầu trời tâm tối bố cảnh phía dưới, 12 người đồng thời quay chung quanh ở giữa Jinda thân thể bên ngoài. Dẫn động cùng một loại ma tộc công pháp Âm âm Chân chính ma tộc vô thượng tuyệt trận Dẫn trong thiên địa tất cả ma nguyên lực lượng cường hóa tự thân toàn bộ thuộc tính Thành tựu chúa tể một phương làm thịt Trời à Cổ này ma lực thật quá mạnh Bạch liên tuyết khế bờ sợ thì thầm Bên cạnh Linh Giao mấy người cũng đều một mặt mờ mịt Không biết nên ứng đối ra sao Dương, chúng ta tới thử một lần đi Era đột nhiên mở miệng cùng Từ Dương cách không hổ động một đợt, lập tức đạt được Từ Dương đáp lại. Kết quả là, ngay tại Tuệ Tâm bọn người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Từ Dương cùng Era đồng thời phóng lên tận trời, vĩnh hằng chi kiếm cùng vết sương chi nộ xen lẫn thành thập tự hình, phóng xuất ra một chút sáng toàn bộ hư không cường đại tia sáng. Trời ạ! À. Cái này, đây chính là nhân ma hai tộc đỉnh tiêm lực lượng dung hợp sau biểu hiện sao? Lăng Thanh xu toàn bộ bị dọa sợ. Thiên Lam Tông nói thế nào cũng là một mạch tu luyện cử phách, nhưng Lăng Thanh Xu tự hỏi bước vào tu luyện giới lâu như vậy, còn từ chưa từng thấy so cổ lực lượng này càng thêm thuần túy, càng rung động lòng người tồn tại. Hai thanh kiếm, hai người, hai đạo linh hồn, giống như là muốn dơ cao lên toàn bộ thế giới. Ách A à. E ra ngửa mặt lên trời gào thét, ma tâm lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng chân chính. Hai thanh đang vào một chỗ thần kiếm lực lượng chân chính đi hướng hoàng mỹ dung hợp giai đoạn đồng thời bắn ra không gì sánh kịp mênh mông khí tức. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Bạch Liên Tuyết lòng có sở động, bắt đầu nếm thử liên thông trong cơ thể Kim Quang Nê Bồ Tát khí tức. Mấy ngày nay bị nhốt linh hàng tự cơ quan trong mật thất, nha đầu này cái gì cũng không làm, đều không ngừng tại tu luyện tuệ tâm truyền thụ cho nàng Phật môn công pháp. Bây giờ Bạch Liên Tuyết mặc dù vẫn chưa thức tỉnh Phật tâm, nhưng đã đạp lên con đường này chính xác nhất thăm dò phương hướng. Về phần bên người nàng Linh Giao, cũng tại lần lượt nếm thử lợi dụng kiếm đạo cảnh giới đỉnh cao, gõ vang mình kiếm tâm chi môn. Rất nhanh, làm e ra ma tâm lực lượng đem toàn bộ đoàn đội mỗi người bao phủ trong đó, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đều tới sinh ra cực kỳ cường đại linh hồn cộng minh. Dường như e ra ma tâm, trở thành hai người giải tỏa ràng buộc con đường bên trong người dẫn đường, vì bọn nàng chiếu sáng con đường phía trước. Rốt cục, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao hai người ni tâm đồng thời phát ra một đạo quang mang, cùng nhau hòa tan vào từ dương cùng e ra hai thanh kiếm hào quang bên trong, cũng đem cổ này chung cực lực lượng đẩy hướng mới đỉnh phong. Thấy cảnh này, tuệ tâm sóng mắt bình tĩnh, phản phất nhìn thấy mình truy tìm đã lâu chân chính quang minh. Sư Tôn, ta nghĩ, ta nhìn thấy trên đời này nhất ánh sáng chói mắt, có lẽ đây chính là ngươi truy tìm cả đời quang minh đi. Chỉ có nóng cháy nhất ràng buộc, khả năng phóng xuất ra siêu việt cảnh giới, siêu việt hết thảy lực lượng chân chính. Ầm ầm Hai thanh thần kiếm phát ra rung động không thôi réo vang, dường như bởi vì lực lượng này đã đạt tới cực hạn. Mà cùng ở tại lúc này, Dinda 13 người cũng đã hoàn thành nghịch thiên ma trận lực lượng ngưng tụ. Ha ha ha! Trước cuộc đợi đến một ngày này, E-ra, giữa ngươi và ta ai đổ xuống, giao cho thượng thiên lai tài quyết đi. Dinda giống như điên cùng la lên, đây là trong lòng của hắn kiềm chế vô số cái năm tháng chờ đợi, thành hay bại, đều đem tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa công bố ầm ầm. Trong chốc lát, Minh Hải phía trên vĩnh hằng đêm tối, tại thời khắc này qua đi bị tùy ý thắp sáng, tia sáng rốt cục tô điểm đến cái này vĩnh hằng ma thổ phía trên, xua tan kia khiến người mê võng hắc ám. Tất cả ma nguyên lực lượng đều đã bị từ dương đoàn đội vung ra cái này chung cực tuyệt sát hoàng mỹ xua tan. 12 mạnh ma mỗi người đều tại tuyệt trận lực lượng tán loạn một khắc hóa thành hư vô. Duy chỉ có Jinda, rốt cục vẫn là lấy thất bại người dáng vẻ, nhẹ nhàng rơi xuống tại luyện ngục phong trên mặt đất hắn đã hoàn toàn biến thành một cái phế vật cũng không còn cách nào sử dụng bất luận cái gì ma lực chỉ có ngơ ngác ngưng nhìn lên bầu trời vì cái gì phụ thân chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao ta không xứng có được ma tâm thống nhất ma tộc không phải ngươi cho tới nay tâm nguyện sao vì sao một lần kia ngươi từ bỏ ta vấn đề này dinh đa vĩnh viễn cũng vô pháp tìm tới đáp án bởi vì hắn thật mệt mỏi. Chương 150, trồng dấu lớn bí hiển hiện. Ầm ầm. Dinh đa thân thể khổng lồ ầm vang rất xuống, nhặt lên một trận nhúm máu bụi bặm. Hắn ánh mắt vô cùng trống rỗng, cảm nhận được một điểm cuối cùng sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, tại trong tầm mắt của hắn, thiên không cuối cùng xuất hiện một con to lớn huyết sắc khô lâu hình dáng. Ngươi rốt cục vẫn là bại, đáng thương tiểu gia hỏa. Trong đầu vang lên cái kia đạo âm thanh khủng bố, Ginda sắc mặt lại rất bình tĩnh, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, lại cũng không cần tuân theo ngươi nô dịch. Ha ha, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. Khi ngươi mất đi ma tâm kế thừa năng lực bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền chú định mất đi tự do, mà ngươi với ta mà nói duy nhất giá trị lợi dụng, chỉ có giống một đầu cùng thú đồng dạng, vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Thân thể ngươi dù chết, nhưng ta sẽ giam cầm linh hồn của ngươi, để ngươi lấy một loại khác hình thái tiếp tục sinh tồn. Tán loạn ma hồn dần dần ly thể, biến mất tại từ dương đám người tầm mắt bên trong, thật tình không biết những cái này ma hồn, lại đều lấy một loại khác hình thức, được đến một cái không biết lĩnh vực. Kết thúc Từ dương trong khẩu khí sen lẫn một vòng nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn cùng ma tộc không ngừng nghỉ dây dưa tiếp, dinh vẫn lạc, cũng làm tuyên cáo tam thiên đạo châu trạm thứ nhất thu hoạch được giai đoạn tính thắng lợi. Nương theo lấy dinh vẫn lạc, toàn bộ luyện ngục phong bên ngoài tầng kia hắc ám giam cầm lực lượng cùng nhau biến mất ánh mặt trời chiếu tiếng minh hải thuộc về nơi này tất cả vẻ lo lắng dần dần tán đi trống kinh khủng ma thú tiếng trống vang vọng toàn bộ sơn cốc chính là những cái kia bị zinda cầm tù cường đại ma thú tù phạm đang gầm thét era ngươi là ma tộc hoàng những ma thú kia phải chăng có tư cách lần nữa lấy được tự do còn muốn ngươi đến định đoạt era đối mặt từ dương ánh mắt khẽ cười một tiếng tiện tay vung lên hào quang màu tím đồng thời vỡ nát tất cả ma thú giam cầm lực càng ngày càng nhiều thân xác khổng lồ cổ thú xuất hiện, bảo vệ tại từ dương cùng era bọn người bên người. Đa tại nữ hoàng đại nhân cứu rỗi, ta chờ nguyện gia nhập vạn ma sào, đi theo nữ hoàng đại nhân tả hữu. Phải biết, cái này mấy chục cái đại gia hỏa, tùy tiện một cái đều có được cấm kỵ ma tộc ma vương cấp thực lực, bê diêu đạt dưới trướng 12 mạnh ma cũng mạnh hơn một chút, mặc dù không đạt được ma tộc chí tôn trình độ, nhưng cũng là cái đỉnh cái hãng tướng, có những người này ở đây, vạn ma sào nội tình không thể nghi ngờ đem lần nữa tăng lên một cái cấp bậc vạn tuế vạn tuế vạn ma sào nữ hoàng mang theo từ dương đoàn đội vinh quang trở về lần này từ dương dưới trướng các nữ thần không còn là len lén lẻn vào mà là quan minh chính đại hưởng thụ lấy đến từ ma tộc vạn dân cúng bái lần này nhờ có mấy người này tộc cường giả hỗ trợ chúng ta vạn ma sào chúng khả năng liên tiếp chiến thắng mấy trận kiếp nạn từ hôm nay lên trừ thánh chủ từ dương bên ngoài cái khác mấy vị này cũng sẽ vĩnh viễn hưởng thụ ma tộc khách quý đại ngộ. Sau này tại Tam Thiên Đạo Châu bất kỳ chỗ nào, mấy vị này cường giả đều có quyền lợi đối ta vạn ma uyên tộc chúng tiến hành điều phối phân công, kẻ trái lệnh, giết. Nữ hoàng chi tư cỡ nào bá khí, có e ra đạo mệnh lệnh này tại, sau này từ dương đoàn đội cũng không tiếp tục thiếu giúp đỡ. Đơn giản tu chỉnh hai ngày, tại bảo đảm không cái khác tấm kỵ thế lực ma tộc xâm lấn về sau, từ dương hướng e ra đưa ra tạm biệt thật muốn rời khỏi sao. Hai người đứng lặng ở sau núi nhìn sừng đỉnh, kề vai sát cánh, cộng đồng thưởng thức trạng vạn tối đẹp nhất trời chiều, hình tượng xinh đẹp chi cực, lại xen lẫn một chút sầu não ý vị. Đúng thế. Tìm kiếm long tàng, là chúng ta lần này xuất hành mục tiêu chân chính, trong cơ thể ngươi ma tâm, rất có thể cũng là trong đó một loại cực kỳ trọng yếu nguyên, chỉ là bởi vì ngươi thu hoạch được phần này truyền thừa tính đặc thù, hiện tại chúng ta không có cách nào tìm kiếm được cùng ma tâm đối ứng long tàng manh mối, một khi đến tiếp sau có mới tiến triển cùng phát hiện, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. E ra không nói nhiều, cho dù nàng tại từ dương trước mặt, càng nhiều bày biện ra một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, nhưng thực chất bên trong cái chủng loại kia lãnh nghị hoàng giả khí chất vẫn là không tự chủ biểu hiện ra ngoài, cho dù là tại tách trời thời điểm cũng tuyệt không nhìn thấy nhân nhớt méo mó không phóng khoáng bộ dáng phần này lực lượng có lẽ có thế đối ngươi có chút trợ giúp. Ê ra nói, đem một viên tử sắc ma châu vật sáng đưa tới từ dương trước mặt. Ngươi mang theo nó ở trên người, mặc kệ chân trời góc biển, ta ma tâm đều có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, mà lại trong này có một bộ phận ma tâm lực lượng, lúc cần thiết phối hợp ngươi vĩnh hằng chi kiếm, có thể phát huy ra uy lực kinh người, ngươi lần này đi gian nguy, lo trước khỏi họa. Dạng này quà tặng, từ dương sẽ không cự tuyệt, thậm chí hắn có thể cảm nhận được trong này gánh chịu chính là e ra tràn đầy tâm ý. Ta sẽ đem nó đeo ở trên người, bảo trọng. Hai người nhìn nhau hướng lẫn nhau, tự hồ cũng có nói không hết chủ đề, nhưng phần này giữ lại, cũng làm cho đôi bên đối lần sau gặp nhau tràn ngập mong đợi. Tốt, ta chờ ngươi. Ban đêm hôm ấy, từ dương một nhóm bên trên linh thuyền, trước đem tuệ tâm đưa về linh hàng tự, sau đó liền đạp lên tiếp tục tìm kiếm long tàn đầu mối hành trình dưới mắt linh giao kiếm tâm chưa hoàng mỹ dựng dục ra đến cũng không thể thu hoạch được bất luận cái gì có giá trị long tàn manh mối chỉ có bạch liên tuyết kim quang nê bồ tát sát ngoài đã phụ đầy rạn nước đường vân chỉ chờ nàng phật môn công pháp tiểu thành giống tuệ tâm như vậy ngưng tụ ra thuần túy kim quang lực lượng liền có thể vỡ vụn sát ngoài đạt được phượng hoàng một mạch muốn truyền đạt cho nàng chân chính long tàn chi bí Ngoán một cái hơn 10 ngày từ dương cùng cái này ba mỹ nữ liền đợi tại linh trên thuyền chẳng có mục đích phiêu đảng chờ đợi bạch liên tuyết công thành, mình cũng đều riêng phần mình xa vào tại tu hành bên trong, duy chỉ có từ dương thanh nhàn nhất. Hắn đã tu luyện vài vạn năm, bây giờ xuất quan, hắn là tuyệt sẽ không lựa chọn dùng phương thức như vậy giết thời gian. Kết kết. Đột ngột một nháy mắt, an tĩnh linh trong thuyền truyền ra một tiếng thanh thúy vang động. Có động tĩnh rồi. Lăng thanh su cái thứ nhất mở hai mắt ra nhìn về phía bạch liên tuyết, quả nhiên, đạo đạo kim sắc tia sáng từ bạch liên tuyết ngoài thân chậm rãi hiển hiện. Tuệ tâm linh hàng tự một mạch công pháp có được cực mạnh năng lực phòng ngự cùng chữa trị hiệu quả, phát dương chính là Phật môn một mạch phổ độ chúng sinh lý niệm, làm kim quan này thoa khắp toàn bộ linh trong thuyền không gian lúc. Từ dương mấy người đều cảm thấy một cổ tường hòa bình yên cảm xúc tại truyền lại. Mà đúng lúc này, kim quan nê Bồ Tát tự hành từ bạch liên tuyết trong cơ thể bay ra, lơ lửng ở trước mặt mọi người. Sưu Bạch Liên Tuyết một chỉ nhô ra, cường đại kim sắc Phật quan thuận giữa ngón tay ngưng tụ tại cái này nê Bồ Tát trên thân một điểm. Lạch cạch. Lạch cạch. Từng khối sen lẫn mảnh vỡ tróc ra, hóa thành từng dọc màu đỏ như máu đồng dạng thuần túy giọt máu, mỗi một giọt ở trong đều chảy xuôi thập phần cường đại sinh mệnh lực. Chỉ là Phượng Hoàng một mạch chân huyết, nghĩ không ra lại còn có như thế thu hoạch. Từ dương động tác cỡ nào cấp tốc, lập tức móc ra một viên cỡ nhỏ vật chứa, đem cái này tróc ra hạ phượng hoàng máu đựng đầy, sau đó điểm trung bình thành 4 phần, đưa cho Lăng Thanh Xu cùng Linh Giao cắt một phần, mình cùng Bạch Liên Tuyết cắt lưu lại một phần. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là nê bồ tát sản phẩm phụ, chân chính để từ dương mấy người khế bờ sợ, là phía trên kia một nhóm kim sắc chữ viết.